Vâng, xin kính chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với xưởng đồ gỗ thất cao cấp của chúng tôi. Và lời đầu tiên thì cho em phép em gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý hàng có một tháng cuối năm dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và thành công. Và ngày hôm nay thì xưởng bên em vừa mới hoàn thiện xong là hai bộ sản phẩm hàng đặc của anh Hùng ở bên Lạng Sơn. Thì anh yêu cầu là một bộ chiêu ngựa Âu Xuân Đào và một bộ trường kỷ K3, rất là đẹp. Và em xin công khai luôn cái giá của bộ sản phẩm chiếu ngựa gỗ xoàn đào này là 10 triệu đồng một bộ, và cái bộ trường kỷ K3 ngoài xa kia nó là 13 triệu đồng. Đấy, combo hai sản phẩm thì em để rất là rẻ cho anh, thì là 23 triệu đồng là giao đến tận nơi, tận nhà cho anh ở Lạng Sơn. Đấy, rất là đẹp. Và đây, và em xin giới thiệu ngay kích thước cho cái hàng để làm rõ được. Đó là cái bộ xoàn đào này dài là 24 và chiều rộng là 2m2, và độ dày bên em làm dày là 20 phân, dày là 20 phân, là bên em thiết kế chân là theo kiểu chân tiện tròn, chân tiện tròn kiểu lục bình, chân đường kính là phi 25 và cao là 38. Đấy, rất là đẹp. Và chiều cao từ mặt đất đến mặt phản là 58 phân. Đấy, và một cái chiều cao, một cái chiều dày rất là lý tưởng để cho khách hàng có thể kê thê làm một bộ bàn ăn, kê thêm một bộ bàn ăn, cũng có thể là kê thêm một chiếc giường. Đấy, và có thể kê ở không gian nội thất phòng thờ. Đấy, có thể kê thêm một chiếc sập thờ. Đấy, rất là tiện lợi luôn, rất là đa năng. Đấy, các em có thể xem thì thấy vân rất là rõ, vân nổi là cuồn cuộn luôn. Vân gỗ xoàn đào này rất là đẹp, tuyệt đối là đẹp, và màu nó rất là tươi, màu rất là tươi, màu rất là tươi, rất là tuyệt vời. Và nếu quý khách hàng nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với xưởng qua số điện thoại là 0964 555 692, và địa chỉ bên em là tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Mọi người qua đây thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Đấy, rất là đẹp. Và em sẽ quay qua thôi. Và tiếp theo đó là bộ trường kỷ K3, chất liệu cũng là xoàn đào, và cái bộ sản phẩm này bên em bán để cho anh Hùng là 13 triệu đồng. Đấy, với cái kích thước là bàn là dài là 24 và rộng là 75, và anh yêu cầu bên em làm dày là 16 phân, dày là 16 phân, và chiều cao từ mặt đất lên đến mặt bàn là 75, chiều cao từ mặt đất lên mặt bàn là 75, và chiều cao từ mặt đất lên mặt ghế ngồi này là 45. Đấy, và tựa thành dày là 15 phân, tựa thành dày là 15 phân, và sâu lòng là 45, và tổng thể là sâu phủ bì là 60. Đấy, sâu phủ bì là 60, rất là đẹp. Đấy, cái bộ trường kỷ này khách hàng có thể làm ở phòng khách, đấy, có thể ngồi ở phòng khách hoặc có thể là ngồi ăn cơm, rất là tiện lợi, bày rất là nhiều đồ mâm cơm. Đây, em ngồi đây, ngồi đây nó rất là vừa tầm luôn. Đấy, ngồi rất là vừa tầm, ngồi nó rất là vừa tầm, rất là đẹp, rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Và em sẽ quay luôn phần mặt dưới cho khách hàng xem trên dưới là đẹp là như nhau. Đấy, trên dưới đẹp là như nhau, trên dưới đẹp là như nhau. Đấy, rất là đẹp. Và hôm nay là em hoàn thiện xong rồi, và ngày mai là em sẽ có chuyến xe để đi vào Lạng Sơn cho anh. Đấy, rất là đẹp, cả bộ sản phẩm đấy luôn. Và nếu khách hàng nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với xưởng qua số điện thoại là 0964 555 692, và ưu tiên những khách hàng nào ở đăng ký kênh và ủng hộ xưởng, em sẽ tặng thêm là một cái bán cơm và hai là một cái khay trà. Đấy, là một cái khay trà ở bên kia. Đấy, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và em xin có lời là chúc quý khách hàng, tất cả quý khách hàng trên cả nước xem được video này là có một tháng cuối năm là dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và thành công. Đấy, và xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người xem video thật là vui vẻ.